Hôm nay, ngày 24 tháng 7 năm 2016, Chúa Nhật, thứ 17 thường niên, năm C. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa phán, tiếng kêu la của dân Sodoma và Gomorra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề. Ta sẽ xuống coi việc chúng làm, có như tiếng kêu thấu đến tai ta hay không, để ta sẽ biết rõ. Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sodoma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông liền tiến lại gần người và thưa, chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có 50 người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì 50 người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ. Xin đừng làm thế, Chúa phán xét thế giới. Chúa không xét đoán như thế đâu. Chúa phán cùng Abraham rằng, nếu ta tìm thấy trong thành Sodoma 50 người công chính, ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành. Abraham thưa lại, dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa. Nếu trong số 50 người công chính đó còn thiếu 5 người thì sao? Vì 45 người công chính, Chúa có tàn phá cả thành không? Chúa phán, nếu ta tìm thấy 45 người công chính, ta sẽ không phá hủy cả thành. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng, nhưng nếu có 40 người thì Chúa sẽ làm gì? Chúa phán, ta sẽ vì 40 người đó mà không ngừng, không trừng phạt cả thành. Abraham thưa, lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu con ở đây tìm được 30 người công chính thì sao? Chúa phán, nếu ta tìm được 30 người, ta sẽ không phạt. Abraham nói, vì con đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa. Nếu trong thành tìm được 20 người công chính thì sao? Chúa phán, vì 20 người đó ta sẽ không tàn sát. Abraham thưa, lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi. Nếu tìm được 10 người công chính ở đó thì sao? Chúa phán, vì 10 người đó ta sẽ không tàn phá. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhâm lời con. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa. Con sắp mình thờ lại bên thánh điện người. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhâm lời con. Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhâm lời con. Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhâm lời con. Quả thật, Chúa cao cả và thương nhìn kẻ khiêm cung. Còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó từ đàng xa. Nếu con đi giữa cành gian truân, Chúa giữ gìn con sông. Chúa ra tay phản đối quân thù dẫn dư. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhâm lời con. Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành, Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhâm lời con. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức Kitô. Anh em cũng được sống lại với Người.
bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, đấng đã cho người từ cõi chết sống lại. Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em, và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em. Nhưng Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người. Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã hủy bỏ bản văn tự bất lợi cho chúng ta. Vì làm cho chúng ta bị kết án, Người đã phá hủy bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Và Người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin tôi vay 3 chiếc bánh vì tôi có anh em bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thế đãi anh ấy, và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là kẻ gian ác còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cầu nguyện kiên trì, bài của Linh Mục Joseph Tạ Duy Tiền. Khi Tổng thống Washington của nước Mỹ còn là một cậu bé 15 tuổi đang chạy chơi trong nông trại của cha thì bị vấp ngã. Vết thương lúc đầu không nặng lắm nhưng vì bất cẩn nên 2 ngày sau bị nhiễm trùng. Chân cậu bé sưng vù lên phải đưa đến bác sĩ. Bác sĩ thất vọng nói: Vết thương đã trở nên quá trầm trọng, nếu muốn cứu cậu bé thì phải cưa chân thôi. Washington sốt dữ dội, bác sĩ cho biết chỉ có phép lạ mới cứu nổi. Nghe vậy cả nhà hoảng sợ, nhưng tin vào lời cầu nguyện như Chúa đã hứa: Xin thì sẽ được. Thế là bố mẹ và mấy người chị bắt đầu cầu nguyện. Họ cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ, họ tha thiết vẫn tin vào tình thương Chúa. 2 ngày sau, mấy cậu con trai theo gương bố mẹ và các chị cũng cầu nguyện cho em. Sáng ngày thứ 3, bác sĩ đến thăm, ông ngạc nhiên. Khi thấy vết thương bớt hẳn, cậu bé đã ăn được, ngủ được. Người ta tiếp tục cầu nguyện. Vài ngày sau đó, cậu bé lành bệnh hẳn. Khi bác sĩ tỏ ra hết sức cầu nguyện về loại thần dược đã cứu sống bệnh nhân cách lạ lùng như thế thì được gia đình cho hay: Chúng tôi cầu nguyện và vững tin vào lời Chúa. Hãy xin thì sẽ được. Có người thường có xu hướng, có bệnh thì vái tứ phương. Nhưng thường họ thất bại vì thiếu kiên trì. Thầy thuốc có giỏi cũng cần thời gian.
Nhất là trong lời cầu nguyện với Chúa, con người cũng có xu hướng nhanh, gọn, lẹ. Họ muốn Chúa làm ngay điều họ xin. Họ xem Chúa như một ngân hàng cần là có thể lấy ngay ra để dùng. Thế nên họ thường thất vọng khi thấy lời cầu nguyện của mình chưa được nhận lời. Đôi khi họ còn trách móc Chúa vì không đáp ứng ngay điều họ xin. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là đấng quan phòng, giàu tình thương và rất mực từ bi. Đây phải là một xác quyết của chúng ta. Khi tin tưởng phó thác vào Chúa thì dầu việc ta xin chưa được, điều ta muốn chưa thành thì vẫn tin tưởng vào Chúa. Xác tín rằng Thiên Chúa có muôn ngàn cách để hỗ trợ chúng ta, để ban ơn tùy thuộc hoàn cảnh sống của từng người chúng ta. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ cứu giúp vì Ngài là cha giàu lòng xót thương. Một người cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái trong tình trạng nguy nan. Quả thật, chúng ta thật hạnh phúc vì có một Thiên Chúa được gọi là cha. Thiên Chúa không xa lạ, Thiên Chúa trở nên gần gũi với chúng ta. Gần gũi như một người cha luôn ở gần con cái mình, luôn gìn giữ bảo vệ con cái mình. Thiên Chúa như một người cha, luôn làm mọi sự để con cái được ấm êm, được hạnh phúc. Thiên Chúa là một người cha hết lòng yêu thương con người. Vì yêu thương con người, Ngài đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Ngài. Ngài còn ban tặng mọi gia sản trên trái đất cho con người hưởng dùng. Ngài còn dùng tình thương qua việc cứu chuộc con người, dù con người có cố tình quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, hãy tin tưởng chạy đến với Chúa trong mọi nỗi khổ đau. Hãy tin tưởng để cầu xin cùng Chúa. Lời cầu xin thiết yếu vẫn phải là kiên nhẫn và hết lòng tin tưởng cậy trông. Kiên nhẫn để không nản lòng trước thử thách. Kiên nhẫn cùng với lòng phó thác sẽ giúp chúng ta an vui, sống trong sự che chở của Ngài. Ước gì chúng ta luôn biết cầu nguyện cùng Chúa, luôn biết tín thác vào Chúa như con thơ, luôn tin tưởng phó thác nơi cha mình. Xin Chúa giúp chúng ta luôn kiên nhẫn trong lời cầu xin. Vì xưa Chúa đã nói, hãy xin sẽ được. Chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền.